Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa, hôm qua ngày 22 tháng 11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, việc xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh là một nhiệm vụ trọng yếu của thành phố trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố và hướng tới phục vụ người dân. Phát biểu khai mạc buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Dũng vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhắc lại đề xuất kiến nghị của cử tri thành phố Thanh Hóa tại buổi tiếp xúc với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh mới đây về hỗ trợ thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh sẽ ủng hộ và giúp đỡ cao nhất để thực hiện nhiệm vụ này, vì xây dựng đô thị thông minh không chỉ giúp thành phố Thanh Hóa khai thác, phát huy tốt nhất tiềm năng lợi thế của đô thị loại 1, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, tạo động lực mới để phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, mà còn góp phần đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống. Bởi trong hai nghị quyết này đều đề cập đến vấn đề chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị văn minh, vừa là mục tiêu vừa là giải pháp để góp phần đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, một cực tăng trưởng trong tứ giác kinh tế phía Bắc Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm của thành phố trong việc lập đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy vậy, để đạt được kết quả tốt nhất, rất cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đề án xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu tổng quát là xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành một thành phố thông minh hướng tới tăng trưởng xanh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Mô hình thành phố thông minh dựa trên 4 trụ cột chính: quản trị, đời sống, môi trường và kinh tế. Cụ thể, giai đoạn 2020-2025 sẽ tập trung hoàn thành kiến trúc ICT đô thị thông minh, bảo đảm về mặt pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng kho dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu mở, trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh, xây dựng chính quyền số, hoàn chỉnh mô hình hệ sinh thái thông minh trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị và quản lý trật tự đô thị, giao thông, giáo dục, y tế thông minh, quản lý tài nguyên và môi trường. Giai đoạn 2025-2030 sẽ triển khai một số dịch vụ cơ bản về môi trường thông minh như giám sát chất lượng nước, không khí tại các điểm đông dân cư, khu công nghiệp, hoàn thiện kiến trúc ICT đô thị thông minh, tạo nền tảng cốt lõi của đô thị thông minh, đáp ứng điều kiện triển khai Internet vạn vật, xử lý dữ liệu lớn, áp dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các dịch vụ đô thị thông minh. Đề án cũng nêu rõ các giải pháp về tài chính, nhân lực, cơ chế chính sách để thực hiện đề án. Thảo luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo các vụ cục thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung đề án xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, nhất là 4 trụ cột mà đề án đã lựa chọn. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cần phải rất chú trọng đến vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng, phải hướng mục tiêu của đề án đến phục vụ người dân và vì sự phát triển bền vững của thành phố. Các giải pháp phải xuất phát từ yêu cầu giải quyết những vấn đề thực tiễn và phù hợp với đặc điểm của đô thị. Các đại biểu cho rằng, nguồn lực của mỗi đô thị là có hạn, yêu cầu phát triển cũng khác nhau, nên cần phải lựa chọn những nội dung trọng tâm để tập trung nguồn lực mang lại hiệu quả thiết thực. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh là một xu hướng tất yếu, nhưng cần phải triển khai thực hiện một cách thực chất, tránh chạy theo phong trào, gây lãng phí nguồn lực mà không đem lại hiệu quả. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng, để xây dựng đô thị thông minh đem lại tác động nhanh và thiết thực đối với đời sống kinh tế xã hội, thành phố Thanh Hóa cần tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các ứng dụng như thương mại điện tử, y tế thông minh, đồng thời từng bước xây dựng xã hội số, với mục tiêu mỗi một người dân có một điện thoại thông minh, mỗi gia đình có một đường cáp quang. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẵn sàng đồng hành cùng với tỉnh và thành phố Thanh Hóa để hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đề án, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và khung pháp lý. Bộ đồng ý với đề xuất đưa thành phố Thanh Hóa vào danh sách 12 đô thị của cả nước thuộc chương trình thí điểm xây dựng đô thị văn minh, đồng thời sẽ xúc tiến đưa các nền tảng công nghệ mới vào triển khai tại Thanh Hóa, giúp tỉnh và thành phố Thanh Hóa kết nối với các chuyên gia, các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng kiến nghị với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa một số vấn đề cần quan tâm để thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa khẳng định những nội dung thảo luận và các cam kết được đưa ra tại buổi làm việc có ý nghĩa rất quan trọng để thành phố Thanh Hóa hoàn chỉnh triển khai thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu thành phố Thanh Hóa tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh đề án, trình Thường trực tỉnh ủy trong tháng 12 năm nay để Thường trực tỉnh ủy xem xét ra thông báo kết luận thực hiện. Đồng thời, trong quá trình tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy xây dựng, ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng phải cập nhật nội dung liên quan đến đề án xây dựng đô thị thông minh. Ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, phải nhanh chóng thể chế hóa để triển khai thực hiện kịp thời với tinh thần quyết tâm cao, kiên trì và quyết liệt. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị thành phố Thanh Hóa cùng với Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các vụ, cục, cơ quan liên quan, phân công đầu mối liên lạc, người phụ trách, rõ nhiệm vụ và thời gian thực hiện, có cơ chế kiểm tra, giám sát và đôn đốc thường xuyên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án. Hôm qua tại Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành cấp tỉnh dự hội nghị. Từ khi ra đời năm 2003 đến nay, với 9 chi hội, 3 trung tâm, 7 câu lạc bộ và 600 hội viên, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, phát huy các di sản của Thanh Hóa cũng như cả nước. Khôi phục thành công nhiều di sản văn hóa nổi bật của xứ Thanh, thành lập các câu lạc bộ tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ và tổ chức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, tổ chức nhiều hội thảo khoa học, tham gia tích cực các sự kiện chính trị, sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài tỉnh. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thông qua quy chế hoạt động và bầu ra ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Hồ Quang Sơn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa. Nhân dịp này, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa đã kêu gọi các hội viên và đại biểu tham dự đại hội quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Cũng trong ngày hôm qua, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 1945, 23 tháng 11 năm 2020 và đón nhận các hiện vật lịch sử do các nhân chứng lịch sử và các nhà sưu tầm trao tặng. Trong suốt những năm qua, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và trưng bày hiện vật giá trị cũng như các di sản văn hóa quý báu của quê hương đất nước. Khu trưng bày chính của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện có 7 phòng với gần 30.000 đơn vị hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập độc đáo quý hiếm từ thời tiền sử đến ngày nay. Bảo tàng Thanh Hóa đã đáp ứng được nhu cầu thị hiếu tham quan của du khách trong và ngoài tỉnh, đồng thời trở thành địa điểm nghiên cứu khoa học và truyền bá khoa học lịch sử của tỉnh. Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là dịp để Bảo tàng Thanh Hóa tôn vinh và tri ân những tập thể cá nhân đã và đang tích cực sưu tầm, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Cũng tại lễ kỷ niệm, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 89 hiện vật, kỷ vật, cổ vật có giá trị lịch sử văn hóa liên quan đến quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử được phát hiện sưu tầm ở tỉnh Thanh Hóa do các nhân chứng lịch sử và các nhà sưu tầm trao tặng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2020, một năm đầy biến động về kinh tế xã hội bởi tác động của dịch bệnh COVID-19. Thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang gia tăng các hoạt động sản xuất tiêu thụ hàng hóa để bù đắp quãng thời gian hoạt động ngưng trệ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng trong năm, đáp ứng các đơn hàng cuối năm và quý 1 năm 2021. Vào thời điểm khi tình hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tiêu thụ hàng hóa, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội thất, thiết bị giáo dục này đã chọn giải pháp đầu tư máy móc, nghiên cứu sản xuất thêm các sản phẩm mới để đón đầu cơ hội khi thị trường phục hồi trở lại. Chính vì vậy, từ đầu quý 3 năm 2020 đến nay, doanh nghiệp có điều kiện đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ hàng hóa khi nhu cầu khu vực đầu tư công cũng như khu vực dân sinh có xu hướng tăng lên. Tính đến giữa tháng 11, doanh thu của đơn vị đã tăng khoảng 5 đến 10% so với năm trước và tạo việc làm đều đặn cho hàng trăm lao động. Nâng cao chất lượng cũng như là đa dạng hóa sản phẩm,
nâng cao cái năng lực cạnh tranh của chúng tôi. Do đó là trong năm cuối năm, những tháng cuối năm 2020 thì chúng tôi đã tiếp cận được với nhiều khách hàng lớn có những yếu tố nước ngoài và có những yêu cầu khắt khe về tiến độ cũng như là chất lượng sản phẩm. Thị trường nó cũng rất là khó khăn thì chúng tôi cũng chia sẻ khó khăn với khách hàng bằng cách là hỗ trợ cước vận chuyển hay là tặng thêm khách hàng những cái sản phẩm mà khách hàng có thể trao tặng cho những cái vùng lũ lụt. Với nhiều nỗ lực, từ cuối quý 3 năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản ổn định và từng bước phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ngành hàng như dệt may, da giày, nông thủy sản, phân bón, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng đã có đủ đơn hàng đến quý 1 năm 2021 và đang tập trung gia tăng hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường dịp cuối năm. Để khai thác tốt thị trường truyền thống và tìm kiếm mở rộng thị trường mới, doanh nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện rà soát và thay đổi kế hoạch kinh doanh từ sản xuất đến bán hàng, marketing và tài chính. Thời điểm này là có thể nói là thời điểm nước rút để hoàn thành kế hoạch của năm và lại cũng bước vào một cái vụ chính trong năm là vụ sản xuất chiêm xuân 2020-2021. Thì doanh nghiệp cũng đang hết sức nỗ lực cùng với cái hệ thống phân phối và các đối tác của mình trên tất cả các cái địa bàn là chuẩn bị kho bãi, xe cộ, phương tiện vận chuyển để có thể tập kết hàng hóa và chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để cho phục vụ bà con, sẵn sàng phục vụ bà con bước vào một cái vụ sản xuất, cố gắng là đạt được cái kết quả cao để bù đắp lại những cái khó khăn vất vả mất mát vừa qua. Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa, trong quý 4 năm 2020, các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với chỉ tiêu khoảng 16.000 việc làm. Con số này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa đang có xu hướng tăng mạnh trở lại. Các doanh nghiệp Thanh Hóa cũng kỳ vọng từ nay đến cuối năm, thị trường tiếp tục phát triển sôi động, làm cơ sở để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 và tạo đà bứt phá cho năm sau. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, là một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau 2 năm triển khai thực hiện, từ năm 2018 đến năm 2020, Thanh Hóa đã có 59 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm đang đề xuất công nhận đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Thanh Hóa được xếp thứ 10 trong cả nước về số lượng đạt chuẩn sản phẩm OCOP. Một sân chơi bình đẳng, minh bạch, tăng sức cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất kinh doanh. Khai thác, duy trì và phát huy giá trị tiềm năng của các nghề làng nghề truyền thống, đặc sản các vùng miền trong tỉnh. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cả hệ thống chính trị vào cuộc có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh, tạo sức bật vững chắc góp phần xây dựng nông thôn mới. Đó chính là chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP. Chương trình đã và đang thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất. Khi mà sản phẩm của chúng tôi đạt được OCOP thì cái sản lượng rồi cái tăng cái giá trị của sản phẩm và những cái sản phẩm nó đạt được cái chất lượng thì cái giá thành của sản phẩm nó sẽ cao hơn. Tỉnh các ban ngành quan tâm và quảng cáo đưa các cái sản phẩm mình đưa lên thông tin đại chúng, rồi cũng như thế là các đi giới thiệu các cái sản phẩm như các hội chợ, các xúc tiến thương mại để làm sao mà đưa cái sản phẩm của địa phương cũng giống như doanh nghiệp để đi ra được các thị trường cũng như trong tỉnh và ngoài tỉnh. Thanh Hóa có 155 làng nghề với 25 nghề truyền thống được xem là tiềm năng lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP. Xác định chương trình Mỗi xã một sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ khi mới triển khai, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời giao cho Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh triển khai tập huấn được 3 hội nghị cấp tỉnh, 27 hội nghị cấp huyện cho gần 5.000 lượt người tham gia. Từ nguồn kinh phí của Trung ương, tỉnh cũng đã phân bổ cho các cơ sở sản xuất hoàn thiện tem nhãn, bao bì, xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đã có cơ chế chính sách hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP với mức từ 50 đến 100 triệu đồng một sản phẩm. Thành phố cũng đã có ban hành
cái phương án để hỗ trợ cho cái việc phát triển sản phẩm OCOP, cụ thể là hỗ trợ cho các cái đơn vị xây dựng sản phẩm OCOP, rồi hỗ trợ cho việc cho các cái địa phương có cái sản phẩm OCOP ở trên địa bàn, rồi mức rất cụ thể cho từng sản phẩm. Nhằm đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh cùng các ngành địa phương đã tổ chức cho các doanh nghiệp chủ thể kinh doanh tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh, đồng thời xây dựng 5 điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP tại thành phố Thanh Hóa và huyện Nga Sơn. Qua khảo sát, sau khi được công nhận, các sản phẩm OCOP đã mở rộng thị trường tiêu thụ, doanh thu tăng bình quân trên 15%. Trong cái giai đoạn tới 2021-2025, chúng ta tiếp tục bám sát vào cái chủ trương và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, rất quan trọng cái các cái chỉ tiêu về phát triển sản xuất. Chúng ta vẫn tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tốt các cái tiềm năng sản có của địa phương trong phát triển nông nghiệp, phát triển phi nông nghiệp, phát triển các sản phẩm dịch vụ để chúng ta có nhiều các cái sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của xuất khẩu. Với những tiềm năng thế mạnh sẵn có cùng những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, Thanh Hóa phấn đấu có thêm 5 sản phẩm OCOP đạt 5 sao, 100 sản phẩm từ 3 đến 4 sao, có 5 mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP. Thời gian qua, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai thực hiện luật thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, cũng như các giải pháp cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân, góp phần thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững. Ngư dân Lê Xuân Thịnh ở xã Hoàng Trường đang chuẩn bị các điều kiện ngư lưới cụ để vươn khơi. Cũng như hầu hết ngư dân của xã Hoàng Trường, tàu của ông luôn đảm bảo các loại giấy phép như đăng ký, đăng kiểm và đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Bởi ông nhận thức rõ, đây không chỉ là tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển. Từ khi lắp thiết bị thì nhớ là những cái mình mà đi đánh bắt ấy thì nó được thuận lợi cho mình. Chẳng hạn như chạy ra mà đánh qua cái điểm mà xâm phạm của nước ngoài đó thì máy nó báo thì gần ra đến nơi đó thì mình phải quay đầu chạy vào. Chúng tôi đã cử các tổ họ đến tận tàu đấy là tuyên truyền trực tiếp và thông qua hệ thống loa của xã phối hợp với địa phương là gián tiếp và đến trực tiếp là các tàu là yêu cầu là đăng ký và làm giám sát và các chủ tàu thì nhận thức được cái việc đó và đã lắp sát trong thời gian ngắn đã hoàn thành theo kế hoạch để đề ra. Huyện Hoàng Hóa hiện có 989 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 134 phương tiện khai thác cần lắp thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 115 phương tiện phải có đăng ký đăng kiểm theo quy định của luật thủy sản và nghị định số 26 năm 2019 của Chính phủ. Để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động khai thác, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Hoàng Hóa đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, bộ đội biên phòng, thường xuyên giám sát kiểm tra tàu cá, đồng thời cấp phát nhật ký khai thác, tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết không vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài. Đến nay, tỷ lệ tàu cá được trang bị thiết bị giám sát hành trình, cấp giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm và các thủ tục liên quan khác đảm bảo theo đúng quy định của luật thủy sản khi vươn khơi bám biển của ngư dân huyện Hoàng Hóa đạt trên 85%, cao nhất toàn tỉnh. Thì ban huyện đã thành lập cái ban chỉ đạo chống khai thác bất hợp pháp IUU, đồng thời ban hành nhiều cái văn bản để chỉ đạo đối với các xã và hướng dẫn bà con ngư dân ven biển để chấp hành tốt cái nội dung của nghị định và luật thủy sản, chỉ đạo cho các phòng chuyên môn, đặc biệt là đồn biên phòng Hoàng Trường thì kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đăng ký đăng kiểm cũng như là giấy phép khai thác thủy sản đảm bảo an toàn thì mới cho tàu ra khơi. Tuy nhiên, ở các địa phương ven biển còn lại như Quảng Xương, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn, nhìn chung việc khắc phục những tồn tại trong khai thác thủy sản vẫn còn chậm. Theo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, tính đến trung tuần tháng 11 năm 2020, Thanh Hóa vẫn còn 1.052 trên tổng số 2.355 tàu cá hết hạn đăng kiểm, 798 tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tổng số 1.312 tàu bắt buộc phải lắp, 1.070 tàu cá chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm. Số tàu cá này tập trung nhiều ở các huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn.
Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị các địa phương ven biển tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU. Trong đó, cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về chống khai thác IUU. Thông báo đến các chủ tàu cá trang bị thực hiện các quy định đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động khai thác theo luật thủy sản. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm soát, giám sát hoạt động khai thác thủy sản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm và xử phạt hành chính vi phạm thuộc thẩm quyền của cấp huyện. Từ đó, nâng cao nhận thức của ngư dân về thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Từ năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định số 3136 phê duyệt quy hoạch điểm du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh với những mục tiêu nhiệm vụ rất cụ thể. Tuy nhiên, việc phát triển các làng nghề trở thành điểm du lịch còn gặp nhiều khó khăn và đến nay vẫn chưa có làng nghề nào thực sự trở thành điểm du lịch thu hút du khách. Không biển chỉ dẫn, không có khu trưng bày sản phẩm, không có khu sản xuất tập trung, đường xá, cơ sở hạ tầng xuống cấp. Sau 6 năm được chọn là một trong 15 làng nghề để đầu tư phát triển trở thành điểm du lịch. Đến nay, làng nghề đá Mỹ Nghệ, xã Đông Hưng, nay là phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào của hoạt động du lịch. Hơn 60 hộ làm nghề, chủ yếu vẫn sản xuất tại nhà và hoàn toàn tự phát. Gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, khiến quy mô nhà xưởng ngày càng bị thu hẹp. Các cơ sở sản xuất ngày càng gần dân cư. Nguy cơ ô nhiễm môi trường đã hiện hữu. Trước thực trạng này, nghệ nhân và những người tâm huyết với nghề, đam mê thổi hồn cho đá vẫn đau đáu, mong muốn làng nghề trở thành điểm du lịch để phát triển bền vững. Cái làng nghề làng nhồi này thì là cái khu cụm di tích nó rất đẹp, toàn cái nghề núi trồng trồng núi nhồi này, rồi các đền chùa của làng nhồi này rất nhiều. Nếu mà mở rộng cái du lịch, cái cụm di tích để sửa cái làng nghề này của tỉnh Thanh Hóa này rất phát triển tốt. Mà muốn phát triển tốt được thì yêu cầu một là quy hoạch làng nghề lại một nơi, rồi gọn gàng, hai đường xá giao thông là phải được mở mang, đấy đi lại cho khách thập phương ta về tham quan phát triển. Cái điều này chúng tôi rất được coi như là, nếu mà được cấp trên quan tâm thì chúng tôi rất muốn cho cái khôi phục được cái làng nghề, cái sinh thái khu du lịch của làng nhồi sẽ được phát triển hơn. Năm 2018, làng nghề đúc đồng cổ truyền Trà Đông ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đến năm 2019 được công nhận là điểm du lịch của tỉnh. Nhưng đến nay, làng nghề vẫn chưa thu hút được du khách. Chính quyền và người dân đã và đang nỗ lực đầu tư, cải tạo cơ sở hạ tầng, xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đa dạng hóa các mặt hàng. Nhưng để kéo được du khách về với làng nghề, cần nhiều hơn các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối tour tuyến. Chúng tôi thì nói chung về những các cái kỹ thuật để làm nghề thì nó cũng đã đạt lên đến đỉnh cao rồi. Nhưng mà bây giờ thiếu nhất là về những các cái giao lưu tiếp thị và quảng cáo. Thì nhờ các chính quyền địa phương có thể mở một cái lớp để tập huấn hoặc là để đào tạo cho những người hướng dẫn du lịch để giới thiệu về những các cái làng nghề và những các cái sản phẩm để cho các khách du lịch các nơi thập phương họ đến để tham quan. Tỉnh Thanh Hóa có trên 150 làng nghề, nghề truyền thống trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp với trên 30.000 cơ sở sản xuất. Nhiều làng nghề có lịch sử lâu đời, nổi tiếng khắp cả nước như làng nghề mộc Đạt Tài, huyện Hoàng Hóa, nghề dệt nhiễu Hồng Đô, nghề đúc đồng truyền thống Chè Đông, huyện Thiệu Hóa, nghề dệt chiếu ở Nga Sơn. Phát triển du lịch làng nghề vừa tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, vừa gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, thực trạng phát triển du lịch làng nghề hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Tổ chức lại cái không gian sản xuất của làng nghề để đáp ứng được cái việc sản xuất sản phẩm và đáp ứng được cái trải nghiệm của khách du lịch, nghiên cứu cái nhu cầu của khách du lịch để hướng đến cái sự đa dạng về sản phẩm du lịch, xây dựng các cái chương trình marketing, quảng bá sản phẩm phù hợp, tổ chức các cái lớp tập huấn cho bà con làng nghề, tập trung vào một số những cái kỹ năng về tổ chức hoạt động du lịch và phát huy cái giá trị văn hóa làng nghề, những cái hệ thống di tích, tín ngưỡng, tôn giáo mà có tại địa phương để kết hợp lồng ghép các cái chương trình sản phẩm văn hóa truyền thống với việc là chúng ta cho khách du lịch trải nghiệm làng nghề. Và cái cuối cùng là chúng ta nên chú trọng cái dịch vụ bổ sung. Dịch vụ bổ sung ở đây là chúng ta muốn kéo dài thời gian cho khách du lịch mỗi khi đến làng nghề. Tiềm năng phong phú, chủ trương đúng đắn đã được hoạch định. Người dân, những chủ thể gìn giữ, phát triển nghề truyền thống cũng đã sẵn sàng nhập cuộc.
Vấn đề còn lại là cần có sự vào cuộc chung tay của các ngành, đơn vị chức năng để cung cấp ủy, chính quyền và nhân dân các làng nghề lựa chọn hướng đi phù hợp và hiệu quả nhất. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.